quá là nhiều măng rồi các bạn ơi. Sướng chưa, giờ mình sẽ ngồi bóc, vừa nghỉ luôn, nghỉ ngơi ngồi bóc luôn các bạn. Đó, nhiều măng lắm. Hello cả nhà, sau những ngày đi ngoại về các bạn, nghỉ vài hôm rồi, hôm nay lại tiếp tục lên rừng để tìm măng. Nay thì chỉ có mỗi một mình đi thôi, còn Trâm thì ở nhà. Hôm nay đi làm việc khác, còn có một mình đi vào trong rừng các bạn. Đây mình vào đến đồi măng rồi. Nhưng mà vừa rồi mình thấy có xe đi trước nên là không biết là mọi người đi, chắc là đi trước để tìm. Bây giờ mình đi sau. Hôm nay một mình đi được bao nhiêu thì được, còn không thì cứ đi tung tác dần thôi mà các bác. Tìm dần dần thôi, ngày tìm mà được vài cân về gom góp thì cũng đủ. Ở nhà thì cũng không làm gì ấy các bạn, nên là mình đi vào rừng đi tìm. Giờ lên đồi măng các bạn, để tìm xem. Mình thấy có mọi người đi trước rồi, có vết bẻ trước rồi. Không biết là có măng hay không. Đi cái này thì mình bây giờ trên rừng mà, nên là cũng xác suất á. Có hôm thì đi vào những chỗ mà người ta chưa tìm ấy thì được nhiều. Như hôm vừa rồi trước mình đi một mình mà cũng được 50-60 kg ấy, 50 kg các bạn. Nhiều lắm. Ở đây thì trên mình măng nứa này mùa này cũng nhiều, mọi người cũng đi tìm nhiều nữa để về phơi. Hôm nay có một mình đi đâu. Đó, bé cũng được, đem về để ấy. Rồi mình đi tìm các. Đó, mới vào rừng mà như này là thích rồi các bạn. Một cây ở trong này nữa, hơi chui rút một chút. Hai cây. Ừ. Ba củ. Hơi chui rút chút các bạn. Đây, mang đây. Bụi này được nhiều đấy, 4-5 củ đấy. Còn củ dưới kia nữa. Tí nữa mình sẽ vòng xuống bên dưới để tìm. Bóc đã. Mang ngay. Ô, củ này bị thối rồi bác. Này thối rồi. Bóc phải ăn rồi. Cứ củ to như thế này thì nhanh lắm. Sướng. Cái bóc măng mà củ to thế thì chẳng mấy lúc là được ấy đâu. To mà dày đấy các bạn. Không bóc ẩu nữa. Bóc đẹp đẹp một chút. Củ măng đây, ngắn ngắn này thôi các bạn, không lấy dài nha các bạn nhá. Trên mình thì măng nhiều, đó, không lấy dài đâu. Đây còn một củ đây này, bé bé này nhưng mà mình không lấy cái bé này, bé quá này mình không lấy các bạn. Đi vào trong rừng mà, một mình nói chuyện qua màn ảnh nhỏ cùng với các bác ấy, cho đỡ buồn. Còn một mình đi hơi buồn một chút. Hôm nay rủ Trâm là em bận việc nên không đi được. Một mình đi. Vợ chồng mình vừa đi ngoại về nên là nghỉ cũng vài hôm rồi, không đi tìm rồi. Giờ hôm nay đem về phải đi tìm măng để giải tỏa cơn nghiện các bác ạ. Mình để như này để về mình còn cắt gọt lại các bác nhé. Ví dụ về cái nào mà nó không bằng thì mình phải cắt gọt lại cho nó bằng đi.
đấy, bằng hết đi rồi lúc măng mình gửi cho mọi người ấy, thì lúc đấy măng nó mới đẹp. Còn là nếu mà về mà không cắt gọt lại ấy, thì măng nó xấu lắm, không được đẹp gửi cho mọi người ấy. Đó, 4 năm củ rồi. Cái thác nước đây ồn lắm này. Đây các bạn, các bác thấy phê không? Đây, đó, măng như này thì ai mà chẳng muốn đi tìm đúng không các bác? Ai cũng mê, chỉ mỗi tội là đi hơi mệt một chút thôi. Đó, đây các bác, phê không này? Ôi, 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 ôi. Đó, phê chưa? Còn một củ trên kia nữa, 2 củ nữa các bạn. Mình bóc xong cái này mình sẽ lên lấy 2 củ đấy. Chui rút các bạn ạ. Ôi, cứ lâu lâu lại phải nói chuyện với các bác cho đỡ buồn. Cứ một mình ở trong rừng nuôi thủy ở trong này các bạn. Đây củ này. Đó, củ to này sướng rồi. Quá là nhiều măng rồi các bạn. Đây, sướng chưa? Giờ mình sẽ ngồi bóc, vừa nghỉ luôn, nghỉ ngơi ngồi bóc luôn các bạn. Đó, nhiều măng lắm. Nói thật với các bác, cả các bác là mua măng các bác đừng có ham bảo là măng rẻ hay là đắt nha các bác nha. Bởi vì nếu mà các bác bảo ham măng rẻ mà mua về mà các bác mà phải cắt đi thì cũng mà thành đắt rồi các bác. Nên là các bác thắc mắc cũng thắc mắc bảo tại sao măng của bên mình nó lại đắt thế, ở bên khác nó lại rẻ thế. Nhưng mà căn bản nó là chất lượng các bạn. Hiện giờ thì bên em đang có măng khô để gửi cho mọi người rồi. Nếu mà ai có nhu cầu mua măng khô về để ăn, để làm cỗ thì các bác có thể liên hệ qua số điện thoại 0911 117 354 các bác. Để với cả số đấy cũng là số Zalo của mình luôn nha các bác nhé. Mình tư vấn và gửi hàng cho mọi người. Nhiều người bảo là tại sao măng em lại đắt như thế. Bình xử lý thì em măng của em ấy về mọi người không phải cắt bỏ cái gì nữa luôn. Đó, măng đầu vụ này thì mọi người có thể mua 1 kg về có thể được được khoảng 10 đến 13 mâm 1 kg các bạn. Nên là mọi người cứ thoải mái đi. Ai mua măng về làm cỗ đám cưới hay là mua về để ăn hàng ngày ấy, thì mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại đấy cho mình. Mình gửi hàng cho mọi người.
để mang cho mọi người. Bên em cũng có cả măng ớt nha các bác nhé. Năm nay thì măng ớt của mình thì làm lọ to hơn để gửi cho mọi người, không làm lọ bé như năm vừa rồi nữa, lọ to hơn. Cái này lúc nữa về mình về nhà mình còn cắt gọt thôi, còn bây giờ nếu mà cắt trước thì về nó sẽ vỡ nên là về mình phải cắt đi bỏ không, nên là tí nữa về mình mới gọt ở nhà. Những ai đã được năm vừa rồi, năm ngoái vừa vụ ngoái mua măng nhà em ấy thì mọi người cũng biết đấy, măng nhà em như thế nào, non và ngon như thế nào. Mọi người về có thể mua về có thể bảo quản ở nơi khô thoáng mát một chút thì có để vài năm cũng chẳng sao đâu các bạn, em đảm bảo cho các bác là vậy. Mọi người buộc kín vào, buộc kín cái túi vào rồi để vài năm cũng chẳng sao đâu. Măng nhà em bác ngắn này, cứ những củ to như này sướng lắm, vừa to vừa được đầy nhanh, vừa măng đang vậy to. Các bác vừa hôm rồi mình livestream với các bác bảo là măng gì mà to vậy, thực ra là măng đầu vụ này nó to lắm các bạn, chứ không phải là măng bầu hay măng tre măng mai gì đâu nha các bác nhé, đấy là măng nứa đấy, siêu to luôn đó, củ to này non ngon. Để cá này thôi, để về tí mới về mình cắt thế này đi, cắt lên đây đi đó. Còn bây giờ về nếu mà mình cho vào ba lô ấy, thì lúc mình di chuyển thì nó sẽ bị vỡ đi, nó xấu măng các bạn. Nó tìm được vài búi rồi, một mình đi vừa tìm vừa bóc này là hơi lâu một chút, nên là người dân người ta đi tìm mà về mà phơi được 1 kg khô thì phải mất tầm khoảng 20 kg tươi này mới được 1 kg khô các bạn. Hôm vừa rồi mình phơi ấy khô rồi ấy thì hơn 10 kg thì mới được có 5 lạng thôi. Mình thử măng đầu vụ đấy, nên là các bác phải được tầm của 20-22 kg đi thì mới được 1 kg khô. Bác phải biết là vất vả như thế nào. Được thêm một túi này nữa. Giờ mình cho vào ba lô này. Xem mà đi tìm một lúc nữa rồi sẽ đi về thôi. Một mình hơi mệt chút. Thôi. Nóng nữa. Nhậm thôi. Mình dính cái lá han vào cái đùi này. Bây giờ đau rát lắm rồi. Đùi cái này với cả cái chân bên này. Đi rừng mọi người để ý cái lá han nhé các bạn nhé. Trước các bài video trước mình cũng chỉ cho các bác cái lá han rồi. Vừa rồi mình đi mình không để ý nên vẫn quẹt vào. Vẫn bị dính vào cái lá han đấy. Giờ đau rát lắm rồi. Đau rát hết cả đùi này.
Hỏng quá các bạn ạ. Mệt. Những củ măng như thế này các bác sẽ bảo là măng mai hay măng nứa hay măng gì các bác. Đây nó dày như thế này. Các bác chắc chắn là sẽ bảo là măng mai hoặc măng bắt độ ấy. Đó, củ măng này. Đây vừa mình vừa bóc một củ ấy các bác. Nó dày như này các bác. Nó dày như này các bác về các bác sẽ bảo là măng bắt độ đấy. Nhưng mà không phải nha các bác nhá. Cái đấy là do mình lấy cái củ nó thấp ấy nên nó dày thế. Bằng này nó bóc ra nó dày này các bác. Đó. Giờ thì mình bóc xong mấy củ măng chắc mình cũng về rồi. Khá là muộn. Mệt nữa. Đó cơm khát nước. Ôi. Để thêm bằng này nữa này các bác. Bây giờ đem xuống để túi dưới kia xong là đi về thôi. Một ba lô con cóc đầy các bác ạ. Được đầy ự luôn. Cái này chắc được tầm khoảng 2-30 cân. Tầm đấy. Khá là mệt. Bây giờ mình về. Và có quá trình mình luộc, mình phơi, mình ép kiểu gì cho măng nó vàng, nó đẹp thì mình về mình sẽ ghi hình cho mọi người cùng xem. Cái quá trình mà vợ chồng, ui ôi, có sầu có hư. Quá trình vợ chồng mình làm măng nó đẹp các bác ạ. Đó. Chứ không phải là luộc xong là phơi là nó được vàng nó đẹp đâu. Nó còn cả một cái quá trình. Thì ấy nữa. Mình ra đến là gần đến xe rồi. Khá là mệt. Ui ôi. Đây, một ba lô đầy đây. Nay một mình đi, nếu mà đi hai người chắc là được tầm 5-60 kg ấy. 5-60 kg mình cũng chỉ được tầm khoảng 2 kg măng khô thôi các bác. Đó. Chứ không phải là đấy đâu, nó hao hụt rất là nhiều luôn. Cái đấy còn là măng đầu vụ ấy, đầu mùa đấy, nó còn dày đấy. Nhưng mà văng măng mà cuối vụ đi nó mỏng mỏng đi thì nó cao nó mỏng đi thì nó sẽ không được như thế nữa. Tầm khoảng 30 kg thì 30-35 kg thì mới được 1 kg khô thôi. Đấy. Không hề dễ dàng chút nào. Để có 1 kg măng khô gửi cho mọi người thì khá là vất vả, nhiều giai đoạn, công phu các bạn. Rồi mình đi về đó.
đổi ra xem được bao nhiêu kg các bác. Chắc tầm khoảng 20 cân đấy nhỉ, 30 cân đấy. Hôm nay một mình đi đường mang đẹp nhỉ? Đấy ngắn nhỉ, đằng đẹp. Đuổi á. Nặng đấy. Dự phòng. Đấy, cái này là tiếp sức các bác ạ. Ôi, nát hết rồi. Đó. Nè, non lắm rồi. Nè, non lắm rồi. Lấy non mà, về đỡ phải cắt gọn nhiều. Đỡ nặng nữa. Giữ đi là luộc nên là được. Nghỉ ngơi đã. Ăn cơm các bác. Cơm chưa? Đi ăn đợi cơm ạ. Nè, cơm đã rồi rửa chiều luộc các bác. Mà này chắc là được một cân khô không? Đây là bác mang nhà mình vừa rồi châm đang phơi ngoài này đó, hơi những cái mảnh này, cái này thì nó gần khô rồi. Nên mình cứ để đống như này đó các bác, nghe thấy không? Đấy không, đây này, mang nó giò nó vàng này mà bác, vàng non quá, ok luôn đó. Thì là các bác gửi hàng cho các bác thì những cái như thế này thì mình cũng cắt gọt hết rồi các bác nhé. Nên là mọi người cứ yên tâm về, không phải bỏ một thứ gì luôn đấy. Cái này được rồi, cắt đi. Một tí nó khô quá, nó gòn, nó gãy hết đấy. Còn đây thì những cái chắc là một nắng này nữa thì khô. Những cái này một nắng này khô các bạn. Các bác thấy nó vàng không? Quá ok luôn. Rồi, tắm rửa ăn cơm đã các bác. Sau khi cắt gọt xong các bác, cho nó ngắn ngắn đi. Rồi đây, đun một cái nồi nước sôi trước, cho nó sôi rồi đổ cái này vào thôi. Đó. Các bác cho nước sôi trước rồi hãy đổ măng vào nhá các bác nhá. Rồi. Hơi ít nước sao ấy. Ấn nước sôi nữa. À không ít rồi. Đó rồi các bác sẽ luộc tầm khoảng 30 đến 35 phút. Củ to nhưng củ bé tầm khoảng 25 phút thôi các bác. Rồi vớt ra. Để nguội rồi mình sẽ bổ ra luôn các bác. Đó. Và cái măng khô thì hiện giờ mình cũng có nha các bác nhé. Các bác mua măng thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0911 117 354 để đặt mua măng nha các bác nhé. Rồi mình sẽ hoặc là các bạn nhắn tin qua Zalo cho mình cũng được các bác, qua số điện thoại 0911 117 354 để mình đặt mua măng và mình sẽ gửi măng cho mọi người. Đó, và bây giờ cứ để nó thôi. Đun ở đấy tầm khoảng từ lúc đổ vào cho nước sôi rồi, từ lúc đổ vào đến lúc vớt ra là 35 phút nha các bác nhá. Đấy, măng thì ở đây. Khô rồi. Cái này một phần khô rồi. Giòn nhiều này. Khô không các bác? Về mọi người là chỉ cần ăn thôi chứ không cần phải cắt gọt gì nữa. Bởi vì mình lúc mình gửi mình cũng cắt gọt hết rồi. Gửi cho mọi người. Cái này cũng chưa khô này. Cái nào chưa khô vứt ra nắng đi. Đó. Cái nào chưa khô mình vứt ra phơi tiếp hoặc là để ngày mai phơi tiếp. Còn những cái này khô ấy. Hay măng củ. Cái măng củ này chưa khô. Đó. Măng này các bác này. Cái này không phải là mốc đâu các bác nhé. Phấn. Cái này là phấn của măng thôi. Đó. Rồi. Cảm ơn các bác ủng hộ mình.
tạm thời kết thúc video ở đây các bác ạ.